Wow, dông mà dông mà dông. Ô mày nấp mày làm gì? Mày bơi bơi Huyền ở giữa hồ với mày. Tao đang đi qua nhà mày tao kiếm mày nè. Gì vậy ba? Tao mới phát minh ra được cái này hay lắm luôn đó. Muốn coi không? Muốn coi phát không? Minh cái gì mà hay? Đây đây, đi qua đây qua đây. Đây chính là cánh cổng dẫn đến tương lai. Mày có muốn thấy trong làng sinh tố tương lai nó sẽ ra sao không? Mày lại chơi mấy cái tàm xàm hoài à? Không không không, không có xàm gì hết. Cái này sẽ dẫn mình đến tương lai thiệt đó. Nhưng mà có chắc chắn là hoàn thành thành công không vậy mày? Sao mày chắc giống chắn lấy tao ra là làm chuột bạch quá vậy? Nhưng mà thì đúng là không có tiền mua chuột thiệt, nhưng mà chắc chắn đó. Nhìn cánh cổng này có vẻ thú vị đó các bạn. Mình cũng tò mò thử là không biết đến làng sinh tố mà gọi là ở tương lai nó sẽ có nhiều gì đó thú vị không nữa. Đây đây, chỉnh cái này nữa. Mày muốn tới năm bao nhiêu? Thế kỷ mới đi, hết một thế kỷ mới luôn hoàn toàn đi. Ok ok, chuẩn bị chưa? Đúng rồi, gặp tầm 20-30 năm sau gì đó chẳng hạn. Vậy nha. Ok ok, được rồi. Chuẩn bị lại gần cái cửa đây. Chắc chắn là đến tương lai không vậy mày? Đúng rồi, cùng lắm chết thôi. Mày chỉnh chỉnh cái gì ở trong đây vậy? Từ từ, phải chỉnh địa điểm thời gian rõ ràng chứ, từ từ. Quý đó. Ủa, giống mày kìa. Trời ơi, ngồi nấp nó tạo ra cái cánh cổng đi tới tương lai quần gì nè. Nó kêu là tôi qua thí nghiệm gì cho nó nè. Ủa, có zombie đi chung được nè. Có gì mày chết chung cũng được. Thôi mày, mày ăn mắm ăn muối nhiều quá nha, nấp. Đây là cánh cửa dẫn đến tương lai đó. Chỉ cần tôi chỉnh một số thứ xong rồi mọi người đi vô cánh cổng là sẽ dẫn tới tương lai đó. Nên chỉnh nó không? Ôi, vậy đi thử đi. Được rồi, vô thôi. Từ từ, nó vô chỉnh xong kìa, bà vội quá à. Mà muốn đi đâu? Ôi mày cứ cho đến làng sinh tố nên kỹ mới là được rồi mày ơi. Mày okay, chế okay. Nhiều quá. Vài chục năm. Tận sang giờ đây đi. Đây vậy mày ơi. Đi trước ơi. Có chắc ăn không mày? Trời ơi, mày phải tin tưởng tao chứ. Tao là nhà phát minh vĩ đại tài ba mà. Tin tưởng thằng này một lần nữa. Đi đôi. Ôi. Hình như đã tới tương lai thiệt sự rồi nè. Vậy có nghĩa là thằng Huy Núp nó đã thành công cho cánh cổng của nó rồi trời. Một tượng hi ha. Phải không vậy? Ôi, nếu vậy là đây chính là làng sinh tố đã được phát triển đến như vậy rồi hả trời? Ôi, cái gì vậy? Hả tôi vậy? Đi theo bọn ta. Đi theo bọn ta lên. Ôi, hai thằng kia. Hình như hai tụi nó bắt giùm mình rồi các bạn ơi. Hai cái thằng khốn này kìa, đứng lại. Nó chạy đâu vậy trời? Hai thằng quỷ sứ này. Đâu rồi? Đâu rồi? Đây. Đứng lại hai cái thằng kia. Mày không chạy thấy tao đâu. Trời ơi, zombie này thằng đó nó bắt đi đâu vậy trời? Ủa, hả chi? Ở đồ. Bữa nay mày đi xuống đường mặc cái bộ đồ gì như 30 năm trước vậy anh? Trời ơi, anh đang muốn ôn lại kỷ niệm hồi xưa đó mà. Đó là anh mặc bộ đồ này. Bộ tương lai người ta mặc đồ như này hết hay sao vậy? Đúng rồi anh, đây chính là mốt thời trang đó. Ủa mà hôm nay anh không có đi chung với chị Dâm hả? Zombie bị bắt cóc đi đâu rồi? Gì vậy ba? Cái anh là người gọi là nổi tiếng, có tiếng ở đây mà. Ai mà dám bắt cóc chị Zombie? Thiệt như vậy luôn hả? Trời ơi, anh giờ đứng đầu chỗ này rồi. Dù là đứng đầu thiệt nhưng mà bây giờ đâu phải là người ta không có quyền bắt được Jimmy đâu ba. Mày có biết ai bắt cóc không? Trời ơi, em làm sao em biết được. Trời ơi, anh làm gì làm đi, em còn có việc gấp để đi nữa. Trời ơi, anh nha. Ôi, xe thời tương lai đó trời. Nhưng mà quên nữa, mình còn phải tìm cho Jimmy nữa các bạn ơi. Jimmy. Nghe tiếng ở đâu vậy? Nghe tiếng ở đâu vậy trời? Jimmy. Đây rồi, mau thả Jimmy của tao ra làm gì? Mày sao nó làm gì? Ôi mà sao nhìn cái mặt nó quen quen mày thấy vậy không? Mày cũng muốn chết luôn. Mày sinh lại đây mà cũng có hai đứa bắt cóc ở đây sao? Cái làng này là cái làng thịnh vượng nhất thì mắc cái gì bọn ta không được bắt người ở đây. Cái gì vậy? Ôi mày. Mày đúng không? Đúng rồi. Ai bắn vậy? Cậu chính là Hi Ha phải không? Ôi, 001 là vậy ơi. Ôi 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 ôi. Ôi 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 ôi. Tôi không làm hại cậu đâu, cậu yên tâm. Từ từ, tôi cứu người tôi đã. Được rồi, để tôi cỡ kéo nha bà. Trời, có sao không Jimmy? Trời ơi, là bọn tôi đây. Có gì gì? Ai vậy? Sao ai biết được nữa? Rồi hai người theo ta đi. Ngày ấy biết được nữa là sao? Sao nhìn cái tên robot này có vẻ đáng sợ cái gì á? Đã thấy nguy hiểm rồi, tôi biết tôi không có đi đâu. Gì kỳ thiệt. Đây là làng sinh tố thế hệ mới mà. Đây đúng là làng sinh tố mà mình đã xây dựng không vậy trời? Sao nhìn nó này mọi thứ căng thẳng hơn quá vậy? Nhưng mà công nhận là mấy chục năm thôi mà. Tại sao nơi này phát triển đến như thế luôn vậy? Ngày ấy là người đã xây dựng lên cái thành phố này. Ngày ấy của người là ai vậy trời? Thì bây giờ đi theo đi. Thế giới này ngộ nghĩnh quá mà. Thôi đi lẹ lên Jimmy ơi. Phương ai? Tôi đã tìm được họ rồi. Ai đây? Ai mà sao giống ông dữ vậy Hi Ha? Tôi không biết nữa. Hình như đây cũng là một Hi Ha thì phải. Hi Ha ở tương lai hả? Nghe nói là ông triệu tập tôi đến đây à. Cậu chính là
Hi Ha trưởng làng xin tố tim đúng không? Ờ, đúng rồi, là tôi đây. Mà có chuyện gì mà ông phải mời tôi đến đây để nói chuyện vậy? Thì tôi đã biết rất rõ là cậu sẽ đến đây, nên là tôi có một số việc muốn nói chuyện với cậu đây. Hi Ha ơi, nhìn Hi Ha đó trông đáng sợ quá Hi Ha. Có tôi bảo vệ cho, không sao. Ông muốn nói chuyện về vấn đề gì chứ? Tụi tôi đến đây chủ yếu là để tham quan làng sinh tố ở tương lai như thế nào thôi. Tôi biết mà. Xin chào nha, Hi Ha bản thể gốc. Ủa, bản thể gốc là sao Hi Ha? Không hiểu hắn ta đang nói gì nữa. Chẳng phải đây là tương lai thì tôi cũng là cậu ở tương lai hay sao? Cái gì mà là bản thể gốc? Làm rồi, đây là một vũ trụ khác, không phải thế giới tương lai của vũ trụ của cậu đâu. Cái gì? Đây không phải là vũ trụ chính của tôi mà là lại vẽ nhánh vào một vũ trụ khác nữa hả? Trời ơi, là ông là Hi Ha gì vậy? Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Hi Ha Bram, là người cai quản của vũ trụ này. Anh đùa cai quản vũ trụ này luôn? Vậy là anh bạn này tên là Hi Ha Bram. Vũ trụ này là vũ trụ gì tôi cũng chả biết nữa. Chắc là gọi là vũ trụ tương lai nha. Thật ra cái vũ trụ này đang chạy song song với vũ trụ của các ngươi thôi. Nhưng mà ngài Hi Ha ở thế giới này phát triển cái làng này nhanh hơn các ngươi ở bên cái thế giới của các ngươi thôi. Nhưng mà hồi nãy ông kêu bọn tôi đến đây nghe nói là có một chuyện gì mà. Nãy giờ hình như ông chưa nói về chuyện đó thì phải. Ta cần có một chuyện nói chuyện với cậu. Được rồi, bây giờ để trước tiên bắt đầu vào chuyện đó, chúng ta nên đi tham quan mọi thứ ở trong đây cái đã. Ồ, nếu được như vậy thì tốt quá. Qua đây đi hai người, còn Bân không hai. Bây giờ ngươi đi đâu thì đi đi. Dạ vâng ạ. Sếp. Ôi trời ơi, cái gì mà sếp đồ ghê dữ trời. Cái con robot đó chính là tôi tạo ra. Mọi thứ ở đây một tay tôi phát triển nó lên. Nên là vũ trụ này là vũ trụ phải gọi là tiên tiến bậc nhất, cũng như là giàu sang bậc nhất trong tất cả vũ trụ của Hi Ha. Hả? Trong những vũ trụ của Hi Ha? Nếu như vậy ông đã biết hết về tất cả vũ trụ rồi sao? Đương nhiên là ta cũng biết, nhưng mà tôi chưa biết rõ hết tất cả vũ trụ, nên là tôi đã tìm hiểu về nó khá là nhiều. Nhưng mà Hi Ha Bram này, thế giới nơi này mọi thứ lại tiên tiến, nhưng mà lại có những kẻ bắt cóc đến như thế. Những kẻ chết tiệt đó là những kẻ đói khát ở trong đây. Nhưng mà yên tâm đi, tôi đã cho người trừ khử hết tất cả bọn chúng rồi. Hả? Tại sao không bắt giam bọn họ mà lại phải tiêu diệt đến như thế vậy? Hình như đó hơi khác với lại vũ trụ của tôi muốn xây dựng. Đúng, thì đó là vũ trụ của cậu, còn đây là vũ trụ của tôi, không liên quan đâu. Bức tượng đằng kia chính là những người tôn sùng tôi nên đã xây dựng lên đó. Ai nghe danh chữ Hi Ha cũng phải lo sợ hết. Còn hai kẻ kia nó không biết thì đáng tội chết, là chuyện đương nhiên thôi. Công nhận luật ở đây cũng lạ thiệt á. Rồi không sao, tôi ở nơi này là nhất. Được rồi, đi nơi khác đi, tôi sẽ giới thiệu thêm cho. Nhanh lên. Ừ, mình đi thôi, mình đi nhanh đi. Chúng ta đi đâu đây? Ủa, đây nha. Xin chào giáp. Hôm qua lấy giáp hả? Ờ, cái bộ giáp của ông là tôi có chuẩn bị xong rồi nè. Ok, có gì cứ gửi lại cho Bân 02 cho tôi. Ok, ok. Giới thiệu với ông, đây Hi Ha này ở vũ trụ khác, không phải vũ trụ của chúng ta đâu. Ồ, hôm nay tính hỏi nè, sao có hai Hi Ha dữ vậy? Ồ, đây là giáp VN hả? Hello bro. Hello, hello. Thôi, làm gì làm đi. Bye bye ông nha. Để tôi đóng gói giáp rồi tí nữa đưa cho Bân 02. Ok, cảm ơn nhiều. Ồ. Giáp VN bên đây làm cái nghề gì vậy? Đồ nhìn quách xì lách thiệt. Giáp bên đây là một người chế tác những đồ thông minh công nghệ đó mà. Bây giờ đi thôi, tôi cần nói với ông một điều này. Nói điều gì vậy trời? Có chuyện gì mà có vẻ bí hiểm như vậy? Cũng không bí hiểm cho lắm, nhưng mà như thế này đây Hi Ha, tôi muốn chinh phục tất cả vũ trụ. Ông đang nói cái chuyện gì vậy? Muốn chinh phục hết tất cả vũ trụ? Đó là ham vọng của tôi. Tôi muốn tất cả những thế giới này. Tại sao lại có nhiều Hi Ha cơ chứ? Chỉ nên có một người thôi là quá đủ rồi. Hả? Cái gì mà chỉ có một người Hi Ha là đủ? Ông bị gì vậy? Bây giờ vấn đề ở đây là tất cả mỗi vũ trụ đều có nên có Hi Ha hết cho nó, vậy nó mới là hợp lý chứ. Chứ làm sao một mình Hi Ha mà có thể đa vũ trụ? Thế giới vũ trụ này rất là rộng lớn, không thể nào mà phát triển hết tất cả mọi thứ đâu. Mỗi người nên có một vũ trụ riêng của nó. Vậy là ông chưa suy nghĩ đến đó thôi. Tôi đã dành rất là nhiều năm để nghiên cứu, học hỏi, tìm tòi hết mọi thứ. Và tôi suy nghĩ ra một điều rằng là chúng ta chỉ có nên có một vũ trụ thôi. Và vũ trụ đó nên là bản thể gốc là ông đó. Không có cái chuyện gì hết, không có sức mạnh, không có năng lực, không có tất cả mọi thứ. Nơi đó mỗi con người đều là bình đẳng như nhau. Vũ trụ của ông là vũ trụ nên được giữ lại. Cái gì vậy? Cái ông này ông đang nói cái gì vậy ha? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà như vậy là làm việc xấu đó. Thế giới này vốn dĩ là nó đã quy hành ra như vậy rồi, chúng ta không nên thay đổi mọi thứ đó. Đúng, bản thể gốc thì không thể thay đổi. Nhưng mà tôi, Hi Ha Bram, tôi có thể thay đổi hết tất cả nếu mà tôi muốn. Có một điều rằng nãy giờ tôi chưa kể với ông, đó chính là tất cả những vũ trụ mà tôi đã biết, như là vũ trụ nước hay bất kể vũ trụ khác, những Hi Ha ở đó đều đã bị tôi giết. Và chúng, sức mạnh của chúng đang được hấp thụ bên con mặt trái của tôi. Hả? Cái gì vậy?
vậy chứ? Có đùa không vậy? Ông nghĩ tôi đùa sao? Được rồi, xem đây Hi Ha. Sức mạnh nước. Gì vậy? Đúng vậy, Hi Ha Water đã bị tôi hấp thụ rồi. Hắn ta đã chết. Tất cả những vũ trụ khác thì chỉ có nên có một người đứng đầu thôi. Và đó là tôi, Hi Ha Bram. Bram có nghĩa là Hi Ha mạnh nhất trong tất cả vũ trụ đó. Ơi, sao lại có chuyện như vậy được? Như vậy, ông khác lý tưởng với bọn tôi rồi. Bọn tôi chỉ muốn rằng là những người trong tất cả vũ trụ bọn họ đều sống chung với nhau vui vẻ thôi. Bọn tôi không muốn phải đấu đá nhau, giành giật nhau như thế này đâu. Nếu không muốn thì cậu hãy đi về đi. Bởi vì tôi đã đặt ra thì tôi chắc chắn sẽ làm được. Và tôi chắc chắn sẽ làm nó. Không thể nào lùi bước dù bất cả chuyện gì hết. Và tôi, Hi Ha Bram, là người sẽ đứng đầu tất cả vũ trụ. Bởi vì tôi là thông minh nhất, tôi là mạnh nhất. Ơi trời, nơi này không hợp với chúng ta rồi, Jimmy. Ừ đúng rồi, thôi tụi mình đi về thôi. Có vẻ như đây là nơi không thích hợp với tôi rồi. Chúng ta đi về thôi, Jimmy. Nếu về thì cậu chỉ cần đi qua cánh cổng đằng kia. Nó có liên kết hẳn với lại vũ trụ của cậu đó. Cứ bước vào thôi, giờ đi về. Được rồi, chúng ta đi thôi. Đi thôi, Jimmy. Đi mau đi, đi mau đi. Nơi này chẳng hợp với mình tí nào cả. Thôi, đi về thôi. Thôi về rồi hả ngài? Bây giờ bưng 02, ngươi hãy dạ chuẩn bị tất cả mọi thứ và cai quản nơi này thay ta. Đến lúc ta lại phải đi trừng phạt tất cả vũ trụ, chiếm lấy hết tất cả sức mạnh của bọn chúng. Vậy đi bình an nha. Trời ơi, cái thằng Huy núp, đây có phải đến tương lai đâu, nó đến hẳn một vũ trụ tương lai luôn á mày. Ủa vậy hả? Nó đến hẳn một vũ trụ khác luôn. Bây giờ mày vui lòng ngắt hết tất cả mọi thứ ở đây hết đi. Đây đây đây, đang làm nè. Lẹ lên đi, mọi chuyện sẽ không ổn đâu. Trời ơi, đóng hết giùm cái đi ba ơi. Ba chơi tầm bậy tầm bạ không à. Chờ xíu sắp xong rồi. Rồi, được rồi, giờ không có gì lọt qua nữa được đâu. Ôi trời ơi, lại lỗi. Chết được nha. Ủa, ai kêu vậy? Hey, à, ta nè. Nghe giọng với ông Huy núp vậy? Sao mày kêu tao? Ủa, kêu tao đây mà, kêu chi? Hả? Tao nè. Đâu vậy? Ui, anh ấy hả? Đúng rồi, tao là Huy núp từ vũ trụ Bram nè. Mày Huy núp đến trụ vũ trụ Bram mắc gì nhỏ xíu vậy? Đây. Ui. Ui ôi, sao mày qua đây được? Tao biến nhỏ lên nên tao vô đây, tụi bay đâu có biết đâu. Biến nhỏ để vào luôn á hả? Ờ nhưng mà là sao? Mày qua đây mày đâu hụt về mày đâu, mày qua đây làm gì? Kệ, tao qua đây tao cũng muốn có nói chuyện riêng với mày một điều. Chỉ có tao với mày thôi nha. Nói chuyện với tao với mày thôi hả? Đúng rồi. Được rồi. Hai người ở đây nha, tôi qua nói chuyện với anh Huy này tương lai cái đã. Còn mày ở lại đi Huy Đức. Có chuyện gì mà phải biến nhỏ trốn tránh để đi qua đây nói chuyện với tao là sao? Tao phải cảnh báo mày một điều, mày cẩn thận với tên Hi Ha Prime đó. Hi Ha Prime hả? Ở cái vũ trụ Hi Ha Prime. Ờ hả? Đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm mà thôi. Mọi người không có giống như nơi đây đâu. Mọi người chỉ vui vẻ khi đứng trước Hi Ha Prime thôi. Nơi nơi đó đã bị Hi Ha Prime thống trị rồi. Thống trị sao? Chứ không phải là bình yên như nơi này à? Đúng vậy. Tất cả mọi người chỉ vui vẻ khi đứng trước mặt hắn thôi. Còn lại mọi người không hề vui vẻ và hạnh phúc khi sống ở đó đâu. Thật sự có chuyện như thế luôn sao? Nên là mày hãy cẩn thận nó đi. Nếu không nó sẽ là một mối nguy hiểm cho tất cả đa vũ trụ đó. Đây là Tony Hà quái quỷ gì vậy chứ? Tao phải làm cách gì đây? Ủa, Huy Núp! Mày đã biết quá nhiều rồi đó Huy Núp. Là anh nói vậy? Ủa? Là tao đây, Hi Ha Bram. Không có cánh cổng rồi sao mày qua được? Dăm ba cái trò cổng tạo ra của mày. Tao đã làm được nó cả hàng chục năm trước rồi. Nghe nói mày đang nắm giữ một vũ trụ nào đó có rất là nhiều người đúng không nha? Tao cần mày đưa tao đến đó. Không, không được đâu. Mày đến đó rồi lại phá hủy hết tất cả mọi thứ ở đó à? Hay là giết tất cả những vũ trụ đó? Mày biết rồi đó, tao luôn để vũ trụ của mày để im. Mày là bản thể chính, đương nhiên mày sẽ được sống trong bình yên nhất. Còn những vũ trụ như bọn tao thì không đáng tí nào cả. Nên là tao là kẻ chinh phục cả đa vũ trụ. Chính tao sẽ đứng trên tất cả những Hi Ha khác. Tao phải là người mạnh nhất, mày hiểu không? Không, không thể như vậy được. Tao sẽ không nói chuyện đó tất cả mọi thứ ra cho mày đâu. Mày nói cái gì? Tao đã cố gắng mọi thứ để làm cho mày. Mà bây giờ mày lại chống đối tao sao? Mày nhìn vừa thấy một đứa vừa chống đối tao sẽ bị như thế nào rồi đó Hi Ha. Ờ, rồi mày định làm gì? Lấy sức mạnh ra để uy hiếp tao à? Đúng như thế, tao sẽ dùng sức mạnh cho mày thấy tao khổ đến như thế nào. Đến khi mày nói ra tất cả mọi thứ cho tao. Jimmy, cô biết sao? Tôi biết chứ, nơi đó chính là làng Hi Ha. Jimmy, tại sao? Được rồi, vậy bây giờ thì dẫn tôi đến đó đi. Huy Đức,
Mày lo cho Hi-ha đi, bây giờ tao sẽ dẫn hắn ta đi. Được rồi, tao sẽ lo cho nó cho. Đi thôi cho mày. Thằng Hi-ha Brahmin là thằng quái nào vậy? Sức mạnh của nó kinh khủng thiệt. Hi-ha, Hi-ha, mày có ổn không? Đừng để cho Jimmy đến đó. Jimmy phải làm như vậy. Làm như vậy thì chỉ có cách đó mới cứu được mày mà thôi.